Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video mini world mới của mình cùng với đại gia đình Hero Team. Ta-da, yeah. Ok anh em ơi, thì bạn đang thấy nè, đằng sau lưng của mình nè, bạn thấy gì không? Xin giới thiệu bạn, đây chính là đại gia đình Hero Team nè anh em ơi. Đầy đủ hết luôn nha, đầy đủ hết mọi người luôn nha. Đây mình sẽ cho mấy bạn xem nha. Đầu tiên nè, phải kể đến đó chính là Phong Cận TV đẹp trai nhất vũ trụ điện ảnh thế giới. Đó, Phong Cận TV siêu đẹp trai bạn ơi. Trời ơi, đẹp trai quá. Ok. Rồi, tiếp theo nữa chính là bạn gái của Phong Cận TV chính là Sammy Đào siêu cute. Đó, ok. Tiếp theo nữa là Kyron siêu ngầu của bạn ơi. Rồi, và tiếp theo nữa là mèo Simi siêu dễ thương. Còn trên đây thì bỏ đi cái ông nào đang nằm trên đây vậy, không phải kể đi anh em. Rồi, tiếp theo nữa, xin giới thiệu bạn đó chính là anh Dịch siêu lầy. Đó, anh Dịch siêu lầy, vàng thè, vàng chặt luôn đó. Rồi, tiếp theo nữa chính là Timmy heo đù á. Mình giờ mình không có gọi là Timmy đù nữa bạn ơi, mà mình sẽ gọi là Timmy heo đù luôn nha bạn đó. Vì Timmy vừa mặc như heo mà còn vừa bị đù nữa. Ok, mình giỡn thôi. Rồi, tiếp theo nữa chính là anh Siro Official, chùm ngáo của Hero Team. Và cuối cùng xin giới thiệu bạn đó chính là chị Ca Mùi Nước mấy bạn ơi. Đó, bạn thấy không? Đầy đủ các thành viên của Hero Team luôn. Hey, nhưng mà các bạn ơi, mình chỉ nói vậy thôi, nhưng thật ra là video hôm nay không có đủ các thành viên của Hero Team đâu nha các bạn nha. Bởi vì á, những cái này chỉ là những cái mô hình thôi bạn ơi, những con búp bê thôi à, chứ không phải là người thiệt đâu. Hôm nay chỉ có là Sammy nè, anh Siro nè, đó, với lại anh Mr. Dịch là vào đây phụ quay video của mình thôi. Cộng thêm mình nữa là chỉ được có 4 người thôi anh em ơi, chứ không được đủ gọi là 8 người đâu. Bởi vì các bạn biết sao không, những người còn lại á, bọn họ lười quá. Kyron nè, Simmy nè, Timmy với lại là Camui lười quá, cho nên là đã đi ngủ hết các bạn ơi. Trời ơi là trời, không chịu quay video cho mấy bạn fan xem, suốt ngày đi ngủ. Riết rồi, tôi cầu cho mấy người này mập như heo luôn á. Ok, nhưng mà không sao, dù là thiếu người nhưng mình vẫn sẽ quay video cho các bạn fan xem. Cho nên các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè, và nhớ đăng ký subscribe, đăng ký hội cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của các thành viên của Hero Team để đăng ký hội cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video hay nào các bạn ơi. Let's go. Ok. Ok bạn ơi, thì bạn đang nhìn thấy là ở đây là mấy bạn biết mình đang ở chỗ nào không? Đây, mình sẽ cho bạn thấy luôn nha. Thì xin giới thiệu bạn nè. Hả? Cái gì? Nhà trẻ, nhà trẻ Hero Team. Nhà trẻ Hero Team gì mà nhà trẻ? Cái này không phải là nhà trẻ đâu, cái này là một nơi kinh khủng hơn nhiều. Các bạn biết chỗ này chỗ nào không? Xin giới thiệu bạn, đây chính là nhà, cũng là nhà luôn nha, nhưng mà cái này chính là nhà tù Hero Team mấy bạn ơi. Đó, nghe ghê chưa, nhà tù á nha. Trời ơi trời, không phải là nhà trẻ đâu. Ờ, thì xin giới thiệu bạn, đây chính là một cái nhà tù siêu khó của Hero Team bạn ơi. Thì hôm nay nè, mình có mời anh Dịch nè, anh Siro với lại Sammy vào trong đây quay clip cùng với mình. Thì bọn mình sẽ cùng nhau vượt ngục cái nhà tù rồi nha anh em. Đó, không nói nhiều nữa, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vượt ngục khỏi cái nhà tù của Hero Team Janare bạn ơi. Đó, ok, Hero Team Janare luôn, nghe cái tên ghê thiệt chứ. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng nhau qua màn 1 nha anh em. Rồi, màn 1 nè, bắt đầu. Tưng tưng. Ôi, rồi đâu? Ủa sao mình bị dịch chuyển lại chỗ này rồi? Cái gì? Chưa bắt đầu đâu nội. Ok, quay lại. Rồi, đó. Đầu tiên chính là nhà tù của ai đây ta, để mình xem coi. Ui, nhà tù đầu tiên chính là nhà tù của chị Ca Muối bạn ơi. Trời ơi, chị Ca Muối dễ thương vậy mà cũng có nhà tù nữa hả? Đây chính là nhà tù cà rốt các bạn ơi. Quá trời cà rốt luôn nè. Ồ, lấy ăn mấy bạn ơi. Trời ngon nha. Ôi quá trời cà rốt luôn. Tính là vô nhà tù để tìm cách để thoát á, để gặm cà rốt ăn chơi vậy. À quên. À, xin lỗi bạn nha, mình quên mất, mình cứ tưởng mình vô đây mình kiếm đồ ăn không à. Quên. Rồi, để em mở cái rương coi cho mày có gì không nha. Ui, có cái sản nè. Wow, với lại cái này cái gì đây? À, một cái tờ gợi ý các bạn ơi. Đâu, để mình đọc thử nha. Chiếc chìa khóa đang nằm ở giữa mảnh ruộng cà rốt. Các bạn hãy tìm kiếm nó ở ruộng nhé. À, ok, mình hiểu rồi. Có nghĩa là cái chìa khóa để qua màn tiếp theo là nó nằm ở bên dưới lòng đất các bạn ơi. Ok, đào đi mọi người, đào đi. Đào ra. Chúng ta sẽ cùng nhau đào nha. À, ở trong kia nó ghi á là nằm ở bên dưới ruộng cà rốt. Không biết là cái ruộng nào ta, để mình kiếm thử nha. Ruộng cà rốt. Chìa khóa ơi, mày đang ở đâu? Ủa, cái chỗ này cũng không có luôn bạn ơi. Sammy ơi, có tìm thấy không? Gì Sam? Ui, kiếm được một cái rương bạn ơi. Ồ, bên trong cái rương có cái cần gạt nè. À, ok, tìm thấy rồi. Wow, xịn. Ok, bạn ơi, mình đã kiếm được cần gạt nè, mở ra. Rồi, ok, tạm biệt nhà tù của Ca Mùi, chúng ta cùng qua nhà tù mới nào. Ồ, nhà tù tiếp theo. Ủa, nhà tù tiếp theo là con gì mà nhìn nó to vậy? Ủa, vậy đây, anh có biết con này là con gì không anh? Con này theo kinh nghiệm của anh chắc chắn là con cá mực nè.
Cái gì? Con cá mực. Con cá mực là con gì? Em chỉ nghe cá mập thôi chứ em chưa nghe cá mực là con gì hết à? Là con cá mực, là con mực á. Tào lao, rồi em nhận ra rồi. Con này là con cá mập chứ con cá mực cái gì trời ơi bạn ơi. Anh Dịch không hiểu sao mà ổng nhìn ra con này là con cá mực luôn bạn. Người ta là cá mập chứ làm gì có chuyện mà cá mực trời. Ok. Rồi, tào lao, bây giờ nhiệm vụ chính là phải thoát ra khỏi nó nè, đi tìm đi. Ok rồi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi kiếm cần gạt nào. Và em nghĩ rằng cần gạt nó sẽ nằm ở bên dưới hồ á mọi người ơi. Ui, bên dưới đây có quá trời mấy con cá màu xanh dương luôn nè. Trời ơi, cái này là đồng loại của em nè. Ờ, chìa khóa ơi, mày đâu rồi? Ê, mấy bạn cá ơi, làm ơn giúp mình đi kiếm chìa khóa hộ mình cái coi. Mình đang tìm chìa khóa nè, có ai thấy không? Bạn nào thấy làm ơn cho mình xin lại đi, mình sẽ trả tiền cho. Ok, không biết cái chìa khóa nằm đâu trời. Rồi tao không, nó kiếm không ra chìa khóa, nó khùng rồi đi nói chuyện với cá rồi bay. Ủa, cá là đồng loại của em mà, thì em nói chuyện với mấy bạn cá thôi, gì đâu. Ủa mà khoan, chìa khóa cất ở đâu mà kỹ vậy ta? Cái nhà tù của Sammy gì đâu mà khó kiếm vậy trời. Ở đâu nha? Ô, tao ơi, dưới đây nè. Đâu, em qua đây, trời ơi, em thấy con cá chui vào cái lỗ, trời ơi. Đâu. Đây nè, dưới này nè. Bên này hả? Ô, đúng rồi nè bạn ơi. Ô, nè, mình tìm thấy rồi nè. Ok, cảm ơn anh Dịch nha, trời ơi, đúng là anh của em, trời ơi. Kiếm được chìa khóa. Cảm ơn mấy con cá kìa, nó chui vô cái lỗ đấy quá trời luôn á, mà không nhìn thấy á. À, thấy không, anh thấy không, mấy bạn cá giúp cho em kiếm được chìa khóa, thấy ghê không, đó. Ok rồi. Qua màn tiếp theo nè, tạm biệt nhà tù Sammy nha, chúng ta cùng qua màn tiếp theo coi. Màn tiếp theo là nhà tù của ai đây, để xem cái tượng coi. Ô, Timmy các bạn ơi, wow. Ê mà khoan. Bye bye bà. Khoan nha, nếu như cái này là nhà tù của Timmy á, thì em nghĩ rằng cái hình này phải là hình con heo mới đúng chứ. Tại sao mà lại hình của con cụ? Không phải hình con heo. Cái hình con gì? Hình con Hương bên đèo. Con Hương bên đèo? À, con Hương bên đèo là con gì? À, con heo bên đường á. Thôi bạn ơi. À chết anh Dịch rồi. Mấy bạn ơi, những bạn nào mà đang xem video á, mấy bạn hãy giúp mình cái này nha. Đó chính là mấy bạn hãy cắt cái đoạn vừa rồi là con heo bên đường gì mà anh Dịch mới vừa nói á. Mấy bạn đăng lên nhóm Hero Team để cho Timmy nghe được. Và Timmy gọi là quýnh anh Dịch sắp mặt luôn nha bạn. Anh Dịch kỳ này chết rồi. Ủa làm gì Dịch? Dịch làm gì vậy? Trước khi đầu trước anh. Rồi xong anh Dịch. Anh Dịch anh chui xuống dưới đất, anh trốn luôn á bạn ơi. Này thì cho anh Dịch dám kêu Timmy là heo bên đường hả? Tí nữa Timmy nó mà coi được nó sẽ giết anh chết. Ok, em nghĩ là cái chỗ này mình cần phải. Nhìn kìa. Ui. Dạ? Gì vậy? Ui. Wow, Sammy giỏi vậy ta. Sammy bắt cua lên kìa. Tính ra em mới vừa khen Sammy giỏi quá ta, cái Sammy té luôn anh. Phải nồi thiệt. À để em xem coi. Hình như chỗ này là chúng ta cần phải bắt cua để leo lên trên đây lấy cần gạt nè. Mà team của chúng ta thì ai là người bắt cua giỏi nhất anh? À, chính là Chino Official. Em đúng nói xong câu rồi lên đến nơi á. Ui, nhanh quá vậy. Ui, bạn coi kìa. Wow, ghê thiệt. Ui, anh Rô bắt cua giỏi vậy. Mình chưa kịp nói xong là anh leo tới tận đó luôn bạn ơi. Rô, anh quăng cái chìa khóa xuống đây để em lượm giùm cho. Quăng xuống đây. Ok, cảm ơn anh. Trời ơi bạn ơi, anh Rô bắt cua giỏi quá bạn ơi. Mình mới vừa nói xong một câu thôi là anh Rô đã lên tới nơi rồi. Đúng thiệt là đỉnh cao bắt cua của Hero Team mà. Ok. Có đâu, anh Dịch rồi. Là đỉnh cao bắt cua của Hero Team mà. Thôi, nói chung ai cũng được. Ok. Rồi tạm biệt nhà tù Timmy nha. Mình đi đây. Ok, tiếp theo nhà tù có ai ta? Màu đỏ hả? Màu đỏ có ai nha? À, của Kairon đó bạn ơi. Wow, nhà tù của Kairon nha. Để mình xem coi nhà tù Kairon là gì đây. Ờ, cái này sao em thấy nó giống như là một cái mê cung quá vậy Dịch? Phải không Dịch? Chỗ này nó đi vòng vòng à. Ui, nó đi vòng vòng rồi, chết rồi. Em bị lạc trong đây luôn rồi. Ủa, ôi, có cái rương nè. Trong cái rương này là một cái cần gạt các bạn ơi. Ôi, kiếm được rồi. À mà chỗ này hình như nó hơi thấp nè, mình sẽ bắt cua leo lên. Ui, leo được luôn nè. Dễ. Chỗ này dễ hẹn. Nè, em leo trên đây luôn nè, mọi người leo lên. Sao đâu rồi? Đây, đang leo. Không leo được. Tại vì Sammy lùng quá cho nên Sammy nhảy không được. Trời ơi. Trời ơi. Sammy chân ngắn quá cho nên Sammy leo không nổi bạn ơi. Ok, leo lại đi. Leo lên. Có leo được không? Đi đường chính luôn rồi. Không, đi được. Rồi. Ok thôi, mình tự tìm đường mà đi luôn đi chứ Sammy lùng quá, Sammy nhảy không được đâu. Ok. Rồi, mở cửa nè. Rồi. Tạm biệt nhà tù Kairon nha. Mình đi đây. Chạy xong luôn nha. Cái gì vậy? Ôi cái gì vậy? Ôi trời ơi mọi người ơi. Con gì bự vậy? Trời nó quýnh em vậy đây. Ủa trời, con này là con gì ta? Con này hình như là con chó sói. Gì có Annabelle? Con này là con chó sói anh ơi. Ui con chó sói bạn ơi. Chết rồi. Chó sói thì bây giờ làm sao trời, làm sao để qua được đây? Ok. Lại lưu điểm hồi sinh. Ok rồi, em ăn bánh mì đã tại vì em hết máu rồi. Từ ăn bánh mì. Lại bấm đứa ra nè. Từ từ để em xíu. Chạy quá nè. Rồi lưu điểm hồi sinh. Rồi lưu rồi. Ok.
À, thì ra map tiếp theo là map nhà tù của anh Siro bạn ơi. Hàng gì quá trời mấy con sói luôn. Trời ơi, ghê thiệt chứ. Mình phải tiêu diệt hết bọn nó mới được. Mày hả mày? Mày hả sói? Trời ơi. Ôi ôi, Sammy kiếm đâu ra cái kiếm kim cương vậy? Sammy kiếm đâu ra cái kiếm kim cương vậy? Trong rương kìa. Trời ơi, quá trời rương luôn. Rương đâu? Trong phòng này. Ôi, mày lại gần tao hả ma sói? Mày biết tao là Phong Cận đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ điện ảnh, cho nên là mày muốn quýnh tao đúng không? Mày làm sao mà có thể quýnh được tao được? Mày hả mày? Ok rồi. Trong cái rương này có kia có kiếm hả? Ô quá trời kiếm đó nè. Rồi, có kiếm rồi. Tiêu diệt bọn nó thôi. Dạ. Mày hả mày? Chết mày đi con. Ok. Ui, bên đây có một con sói to, nó to đùng luôn nè. Ui, mày hả sói? Ok, để em phụ anh cho anh Siro. Yên tâm, có em ở đây rồi. Con này là con Balak. Chết mày nè con. Ui. Wow. Nó bự mà nó yếu vậy. Ủa sao nó bự mà nó yếu vậy? Em quýnh nó tí xíu mà nó chết luôn anh ơi. Nó rơi ra cái cọng. Em không biết gì thôi, mấy con sói trong bự ấy thôi yếu sinh lý lắm. À, cái gì cái gì? Người ta gọi là yếu sức mạnh, chứ ai kêu là yếu sinh lý. Tào lao, yếu sinh lý là cái khác. Ok. Rồi, em mở cửa nha. Rồi. Thôi, tạm biệt nhà tù của sói Siro nha. Tiếp theo nhà tù của con gì đây? À, tiếp theo là nhà tù của con gà. Sai rồi. Ủa, cái con gì? Nó ra lại vậy? Nhà tù của con Phượng Hoàng. Con Phượng Hoàng hả? Lần đầu tiên em thấy một con Phượng Hoàng mà nó xấu như vậy luôn anh. Trời ơi. Ôi mà khoan, cấu chết. Hình như không phải đâu, để mình coi lại coi. À, lộn. Nhà tù là cái nhà tù của anh Mr. Dịch đó bạn ơi. Nhầm. Mình nhìn sao mình nhìn thành con gà luôn. Ok rồi, lưu điểm hồi sinh nè, để mình xem coi. Trong đây nó có gì đây? Nó có thuốc thở dưới nước nè, với lại là bào tử nhìn đêm. Wow, bào tử nhìn đêm đó hả? Rồi để mình xem thôi, trong này là gì đây? Bạn muốn tìm chìa khóa ư? Vịt đã đưa nó cho con rồng lửa ở bên dưới hồ rồi. Bạn không lấy được đâu. What the hell? Con rồng ê, lửa. Ê, hại. Tính ra tao đưa hồi nào. Ê, Dịch ơi, em nói anh nghe nè. Tính ra là tại sao mà con rồng lửa mà nó lại sống ở bên dưới nước anh? Nghe nó hơi sai sai. Nghe hơi sai. Ok rồi. Xuống kiếm nó coi. Xuống kiếm nó nào. Nhảy xuống. Ui, bên dưới cái hồ đen thui hồi lùi luôn bạn ơi. À quên, mình có bạo tử nhìn đêm mà, mình sẽ ăn này vô. Ăn vô, đó, sáng chân liền. Leo xuống. Ui, có con quái vật kìa mọi người. Mày hả mày? Ok, dĩa rồi. Bạn dịch kìa. Ui, nguyên một con rồng to đùng luôn bạn ơi. Ok, bên dưới còn có mấy con yêu quái bình thường nữa kìa. Xuống giết bọn nó. Mày hả mày? Có con trứng nổ kìa mọi người, có chân. Trứng nổ nó nổ bây giờ. Mày hả mày, trứng nổ nè. Ui. Wow, các bạn ơi, bạn coi nè, ở đây có nguyên một con rồng to đùng luôn bạn ơi. Ui, mọi người tập trung với nó mọi người, nhanh lên. Mày hả mày? Rồng nè. Ui trời ơi. Con rồng nó không đụng được vô người em luôn rồi. Con này yếu xìu à. Ok. Con này không biết thật lửa mày luôn hả? Yếu vậy? Ừ ha. Tính ra con này. Ê, là... Gì anh? Tính ra là anh thấy con rồng này khôn nha. Nó toàn đứng nó ngắm con gái mà nó có thèm ngó đến mấy thằng con trai không? Ừ ha. Đúng ha. Tự nhiên em thấy con rồng từ nãy vậy, nó cứ ngắm Sammy, nó quýnh hoài mà nó không quýnh anh em mình. Đúng rồi. Con rồng mê gái y hệt như Dịch vậy đó. Bực bội ghê. Gì mà khôn dữ à. Trời ơi. Phong vậy. Trời ơi, Dịch mê gái chứ Phong làm gì mà mê gái hay nào đâu, xạo. Ok. Phong mê nhìn Phong. Cái đầu Phong. Ê, Phong không mê trai nha, Phong là men nha. Phong còn có bạn gái còn đỡ hơn Dịch. Dịch không có bạn gái, Dịch mới đâu. Dịch mới đúng là mê trai thì có. Nay Phong được kêu là Phong không có mê gái. Trời. Bị bóng rồi. Anh ơi, okay. không mê gái đâu có nghĩa là mình là coi là BD đâu, tào lao. Ok. Rồi. À, bây giờ em sẽ mở cửa ra nha. Ok, mở cửa nè. Rồi. Rồi ok, tạm biệt nhà tù Mr. Dịch nha. Chúng ta cùng nhau qua nhà tù mới nào. Nhà tù tiếp theo, nhà tù có ai đây ta? Ui, nhà tù màu xanh dương. Trời ơi, màu xanh dương là tôi biết nhà tù của ai rồi nha. Màu xanh dương tất nhiên là nhà tù của Phong Cận đẹp trai, cao to, xấu muối của Hero Team chứ còn của ai nữa. Trời ơi, đúng không? Sai rồi. Gì anh? Sao sai? Nhà tù này là nhà tù của Trần Đức Bo. Tào lao. Trần Đức Bo làm gì có trong Hero Team. Tào lao. Ê, Sammy, tôi nói Sam nghe nè, có phải là tôi là người đẹp trai nhất Hero Team không? Đẹp trai điện ảnh gì đó, đúng rồi á, đúng rồi. Thấy không? Thấy không? Sammy kêu em là người đẹp trai nhất nè, thấy không? Đó, ok rồi. Để em mở cái này ra em coi gợi ý coi. Gợi ý tiếp theo nè. Chìa khóa đang nằm ở dưới một cái bãi cát. Hãy thử tìm nó xem. À, dưới bãi cát hả? Quá dễ. Vậy giờ mình đào hết cái bãi cát này lên là được, chứ có gì đâu mà khó, đúng không? Đào lên. Hả? Có gì đâu, vải chuối. Em thấy dễ mà, đào đi. Đào hết chỗ này là được, là kiếm ra gì, quá đơn giản. Đào hết chỗ này vậy sao nghe dễ dàng vậy? Đúng rồi, đào hết. Đó, thấy không? Tìm thấy đây nè, quá đơn giản luôn. Mở ra, lấy cần gạt. Nồ ôi, vậy là có cần gạt liền. Ôi mà khoan, tại sao nhà tù của Phong Cận nó lại đơn giản quá ta? Đáng lẽ nó phải khó hay là khó chứ, tại sao lại đơn giản vậy trời?
Ai, thất vọng. Ông ơi, em nhìn cái con linh vật của em kìa. Đâu con linh vật đâu? Con gì vậy? Cái này là cái mặt trời ông ơi. Chứ con linh vật của em là con cá heo mà. Đó, chứ đâu phải là mặt trời đâu. Ok rồi, mở cửa nha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua nhà tù tiếp theo nào. Ok, tạm biệt nhà tù Phong Cận nha. Mình đi đây, mình sẽ nhớ bạn lắm. Ok, qua đây nào. Nhà tù cuối cùng. Màu xanh dương lợt nè. Cái màu xanh này thì chắc chắn là chỉ có thể là một người rất là dễ thương cute trong cái team này thôi. Bạn biết người nào dễ thương với Hero Team không? Tào lao Siro là gì mà dễ thương? Siro ngáo ơi là ngáo, dễ thương hay nào? Thì mình đoán thì cái nhà tù này chắc là nhà tù của gọi là Simmy các bạn ơi. Nhà tù Simmy nha, nhìn rất là dễ thương luôn. Rồi ok, nè nè, bên đây có cái tượng của Simmy nè các bạn. Đó, tượng của Simmy. Rồi, để mình xem coi. Ủa sao trong đây cái nhà tù này nó có mấy con số vậy ta? Để mình xem thử nha. Mật khẩu là có 4 chữ số, mỗi chữ số tương ứng với 4 đáp án của câu hỏi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Để mình đọc câu hỏi 1 coi. Hero Team có bao nhiêu thành viên? Hero Team có bao nhiêu thành viên mọi người? Có bao nhiêu? 9 thành viên hả? Wow, dịch hay quá ha. Dịch thông minh ghê luôn á. Tính là anh là trưởng team luôn mà anh còn không biết team mình có bao nhiêu người luôn á. Tào lao. Hero Team có 8 người. Team mình có 8 người mà các bạn trả lời câu hỏi vào nhóm toàn kêu là 9 người tính cùng cả bé mưa đó rồi mít quen. Ha, tính ra mình cũng quên mất nha. Mấy bạn ơi, Hero Team là chỉ có 8 người thôi nha. Còn bé mưa là không tính nha. Bởi vì bé mưa là thú cưng nha bạn. Cho nên là mấy bạn đừng có cho bé mưa vào câu hỏi nha. Đó, bởi vậy cho nên là bé mưa không phải là thành viên của Hero Team nha các bạn. Câu hỏi đầu tiên là Hero Team có bao nhiêu thành viên sẽ là 8 người đúng không? Ok, Sammy đứng vô cái số 8 đi. Đeo vô. Ok, rồi. Tiếp theo nữa nè. Mr. Vịt, Simmy, Phong Cận, Siro thuộc đội nào? Trời ơi, đơn giản. Thuộc gọi là tứ trụ chứ còn gì nữa. Đứng vào số 4. Ok, Siro đã đứng sẵn vào số 4 đây nè. Rồi ok. Câu số 3. Mr. Dịch, Phong Cận, Timmy thuộc đội nào? Trời ơi, bộ ba bá đạo chứ đội nào nữa. Ok, Dịch, anh đứng vào số 3 đi. Vậy đây. Anh đứng vào số 3 đi. Rồi ok, câu hỏi cuối cùng nè. Trời ơi, đơn giản. Siro và Kamui thuộc đội nào? Trời ơi, Siro Kamui thuộc gọi là cái đội lùng nhất Hero Team chứ đội nào nữa. Khoan, sai, tính là nó phải có con số chứ ta. Quên. Siro với lại Kamui là đội nào ta? Bộ đôi siêu quậy, đúng rồi, hai người là số 2 đúng không? Ok, đứng vào số 2 nè. Mở cửa chưa? Có mở cửa chưa? Mở cửa ấy kìa. Wow, xịn vậy ta. Đi qua. Ok, Quyến rồi các bạn ơi, vậy nè, Quyến đây nè. Ok bạn ơi, vậy là bây giờ mình đã cùng với Sammy nè, anh Siro với anh Mr. Dịch, bọn mình đã vượt qua được nhà tù của Hero Team rồi bạn ơi. Mấy bạn thấy bọn mình có ghê không nào? Trời ơi, quá xịn luôn. Đó, thì bây giờ mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Và nếu như anh em thấy thích cái nhà tù này thì anh em đừng quên là hãy để lại bình luận ở bên dưới cho mình biết nha. Và đừng quên là hãy sạc hashtag Phong Cận TV, sạc hashtag Hero Team, sạc hashtag Mini World để ủng hộ cho gọi là team của bọn mình nha anh em. Ok, rồi, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Đừng quên nhấn vào nút subscribe để ủng hộ cho mình cùng với các thành viên của Hero Team nha mọi người. Bye bye, yêu anh em. Vãi nồi, tạm biệt. Bye bye. Chu chu.